Hello, xin chào các em. Chào mừng các em đến kênh YouTube của anh Hương Trích. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tham gia chơi một cái game dạng dọc điện thoại, đó là Catapult King. Đang vào trong Wicked Quick, trong thế giới cổ tích. Đây là cô công chúa. Đấy. Chắc là chúng ta sẽ đi giải cứu công chúa được long đến bắt cô gái. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là bắn phá cái ok để anh điền tên nhá. Toàn lâu đài, mình sẽ phải phá các thành trì để đi tới đích cuối cùng cứu hoàng công chúa bị con rồng bắt cóc. Chúng ta sẽ phải căn để bắn cho nó chuẩn. Ba đổ. Game rất đơn giản nhưng mà có nội dung khá là hay. Chúng ta sẽ phải qua các bước, càng ngày thì các thành trì nó sẽ càng khó hơn. Đấy, mình đã lên cấp 2, mình sẽ phải căn để bắn. Đấy, nó không ok. Không có mũi tên chỉ nên ra là mình không thể hình dung được. Ui rồi, quá hay chuẩn luôn đấy. Nó giống như cái trò chơi Angry Birds nhưng mà cái hình ảnh nó sẽ thú vị hơn. Đây là cái lâu đài mới, rất nhiều lính gác, có trang bị. Đây là quả đá lốc xoáy. Đến bay luôn, rất là hay, rất thú vị. Hôm nay anh sẽ trong trang phục cô bé đi chơi. Đấy, cầm theo cô hoa trên tay, đội mũ rất là đẹp. Chúng ta sẽ cùng phá những cái thành trì này để cứu công chúa. Ôi hụt, bắn xuyên qua luôn, nhẹ quá rồi. Chúng mình còn mấy viên đá nữa, mấy viên đạn nữa không biết hết đạn rồi. 3 viên thôi. Ô lại hụt. Ô khó quá. Ô
Ok, chúng ta sẽ bắn lại cái bảng này. Trước khi vào bắn thì chúng ta có một ít nước tăng lực để mua phụ kiện để thay đổi cái đạn này, nhưng mà chúng ta không có đủ. Ok, chỗ dễ nhất thì đã bắn trúng rồi, còn hai chỗ rất là khó. Chúng ta bắn trúng không? Ôi, hụt rồi, ôi may quá. Trúng rồi. Còn chỗ cuối cùng. Chính lại độ cao. Chính lại độ cao. Thẳng tâm luôn. Ui lệch. Lại bắn lại. Lại luôn. Ok. Trúng chỗ khó nhất. Bây giờ bắn trúng cái điểm này. Á ha ha ha. Á ha ha ha. Ok, còn chỗ khó. Biểu diễn cái gì đây? Ba viên đạn thôi. Ba viên đạn thôi. Không dễ là nghi bước đâu. Nam Minh Hải. Mấy loại anh. Ok. Trúng. Còn phát cuối cùng nữa. Ôi, mạnh lên tí nữa thì gặp. Trúng. Ui, giờ qua rồi. Cuối cùng thì cũng qua quả này. Thank you.
Không biết là cái trò này có bao nhiêu thành trì, nhưng mà mới đến thành trì thứ ba đã thấy là khá là khó khăn đấy. À mà là 40 đạo này. Bắn căng hết cỡ. Bắn căng hết cỡ. Không ăn thua gì. Còn hai bên nữa, chắc là xử lý xong. Hay quá. Ơ, du bích á, du bích gì em? Bắn bả. Đây, cái này là pháo đài của mình đang ở trên cao và bắn xuống thấp. Bắn xuống thấp. Hay quá. Xuyên pháo, hai cái cầu dụng luôn. Cầu bắc qua sông, nước chảy rất là đẹp. Đội quân canh giữ đang bị tiêu diệt. Tiêu diệt. Hết rồi. Còn ai đâu nhỉ? Ấy. Mặt trời chiếu rọi. Ánh mặt trời chiếu rọi. Con sâu. Ai đi nở hồ. À, không thằng. Ok. Vẫn còn một tên lính canh nữa. Hai tên. Bắn tầm nào cho chúng. Phải hết lực. Hết lực.
Còn 3 tên ở dưới. À, 2 tên nữa. Cao quá rồi. Còn 2 quả nữa. Vẫn cao. Ăn điểm luôn. Tên lính này hắn còn. Sau khi đã có kinh nghiệm bắn thì mình đã dễ dàng vượt qua mấy quả rồi. Mấy tên lính canh này nhìn rất là đẻo nhé. Bắn bên ngoài luôn. Rồi. Chết luôn. Bắn tiếp bên ngoài này. Toàn luôn. Có một tay ở giữa. Quá đơn giản. Để đi trong một lốt này. Ôi dồi. Phải bắn vào xuyên giữa một cái này. Xử lý như thế này. Toàn cái bàn. Toàn cái bàn. Toàn toàn toàn. Toàn 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 toàn. Quá là mất hình. Ừ, còn xa lắm. Còn lâu chưa từng bước. Cười. Cười à. Chạy đi đâu. Một phát nữa sập cái lâu đài này luôn. Sập cái thành trì này luôn. Sập cái thành trì này luôn. Toàn xong toàn hết. Đúng tầm ngắm. Bắn. Bắn. Còn một tên cuối cùng. Xử. Ô.
bướm này, nang bướm này. Tướng quân giáo ý. Trận này